VP Bank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa tươi Vinamilk Green Farm, top 1% đầu bếp thế giới công nhận về vị ngon. Còn tôi, quê hương Đồng Nai, chào đón một người con rất ngại, em để xa nên đừng có để gần, tôi nuốt cái mì. Trở về quê xa quá. Trở về quê hương thăm mẹ cha bà con làng xóm. Ngày xưa chẳng ai biết ảnh hài, giờ này người ta thì gần chết. Này bà con ơi, Dương Lâm, diễn hài mau chạy đi thôi. Ủa sao vậy? Bởi vì bây giờ tôi đã chuyển qua làm ca sĩ rồi. Tôi là một người gọi là đầy đủ tài năng. Tôi hội tụ những tinh hoa, tinh túy, đất trời, muôn loài, muôn thú. Thấy cái gì vậy trời? Không, vậy em gom lại muôn loài thú nó hợp hơn. Vậy rồi. Nó ngắn gọn. Ngoài là diễn viên ra thì tôi có thể làm được tất cả mọi thứ. Gì tôi cũng làm được. Giác được không? Trọng hồ được không? Trời ơi, nói gì nữa? Và gì vậy? Ướt hả? Anh ơi, da kinh tức miếng dính tay. Anh nói chuyện nhẹ nhẹ. Không có tay. Không thì em kẹp vô đây. Ok, giúp đỡ giùm đi. Nè, không gì hả? Trọng nước miếng luôn à. Đó, thấy mọi người thấy không à? Nói chung là dàn âm thanh rất mệt mỏi với tôi. Bởi vì tôi nói cái nào làm mi hư cái đó. Bởi vì sao? Chất giọng, cái nội lực từ bên trong tôi thốt ra, tôi không phải thốt ra bằng những cái sự gân cổ mỏng manh và yếu ớt như ba người còn lại. Tôi dùng nội lực từ cái bao tử của mình. Anh nói bằng bao tử. Không, cái này em công nhận nha. Tại vì hồi đó giờ em nghe nói là nói tới mà rách miệng là em chưa thấy ai. Đây là trường hợp ví dụ. Anh nói mà rách cái cơ hàm anh luôn nè. Trời ơi, vậy tính ra là cái dây thanh quản của Lâm là như mấy cái dây cáp treo đó. Đúng rồi. Với lại bây giờ tôi cũng sở hữu những cái MV cũng không kém gì chị. Thì khi mà tôi ra MV thì cộng đồng mạng tấn công tôi rất là nhiều. Không ủng hộ mà lại tấn công. Đúng, không ủng hộ. Nhưng bây giờ tôi có dấu hiệu là mọi người đang quay xe. Ủng hộ. Đúng, tại vì coi những MV chuyên nghiệp quá mệt mỏi rồi. Đúng, đúng. Cho nên họ muốn quay về những cái MV gọi là đó. Nó nghiệp dư và nó bán chuyên nghiệp. Cho nên tôi không hiểu chuyện gì. Dạo gần đây những MV của tôi nó view lên view view. Là vua. Nói còn lừa điệu vậy. Đúng. Sao làm thuyền trưởng đây? Được chứ. Ngoài ra tôi còn có các bằng như sau: bằng lái xe thi 14 lần. Ủa? Hơn. Bằng diễn viên, bằng người dẫn chương trình. Đâu? Nói không làm sao mình tin được? Nói có sách, mách có bằng. Đúng vậy. Vâng ơi, mở giùm đi. Cái gì vậy bà nội? Một, hai, ba. Bành ra, đọc giùm đi. À, đây, chúng ta sẽ có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Lê Dương Bảo Lâm, anh học gì vậy? Ủa? À, thanh nhạc. Loại gì em ơi? À, loại dở. Điên. Giỏi nha. Dở chị ơi. Loại giỏi có mộc đỏ đàng hoàng là do nhà văn hóa thanh niên cấp cho tôi. Nhà văn hóa thanh niên cấp cho tôi. Bên cạnh đó tôi còn có rất là nhiều bằng của cung văn hóa lao động nữa. Giỏi. Giỏi. Cái ngày tốt nghiệp thanh nhạc em hát bài gì vậy? Hả? Hát bài đó là bài gì đó? Cô kia đó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng. Tới đó là người ta chấm giỏi liền. Đúng rồi, người ta nói giỏi quá. Lê Dương Bảo Lâm của chúng ta còn có các bằng như là nghề phổ thông. Ủa? Gì vậy? Cái này là anh thi nghề để được cộng điểm thi tốt nghiệp 2 điểm đúng không? Đúng, nói chung nghề nào cũng làm được. Hãy vô là làm nghề được hết nha. Trời ơi, bằng tinh học ứng dụng trình độ A vậy hả? Tinh học này không phải là bằng... Có dùm cho mấy cái hình hồi xưa chưa có mừng gì đó. Tinh học này là phải có niềm tin. Là cái học này về niềm tin chứ không phải học về tinh học kia nha. Đúng rồi. Cái này là chỗ mã là được xíu nè. Chứng chỉ giáo dục quốc phòng an ninh. Đúng. Đi học đại học em có chưa anh ơi? Ủa vậy hả? Ở dưới là người dẫn chương trình truyền hình. Cái này là của cung văn hóa lao động cấp nè. Đúng. Mà sao giờ anh diễn như cung khò? Trời ơi. Anh có bằng gì á? Bằng gì? Bằng phục hồi nhân phẩm nữa. Không, bằng đó tôi đang xin. Thì đó, nói chung tôi có rất là nhiều thứ. Ngoài ra tôi có một cái quán và một cái sân khấu dành cho tất cả các nghệ sĩ hạng A đã về quán của tôi. Giả dụ như là Hiếu Thứ Hai, Eric, Hồ Ngọc Hà, nói chung là những ngôi sao hạng A đã về. Và hiện tại quán đó là quán không phải biết sao. Quán đó là quán lợi dụng tình bạn đúng không? À? Cho nên là bây giờ nó gọi là không có cái hậu vật. Nhưng mà anh nhiều kỹ năng quá thì không biết là anh lựa chọn cái kỹ năng nào là chủ yếu để mà mình làm thuyền trưởng trong chương trình. Đúng. Tay bằng miệng, miệng bằng tay. Ủa gì vậy? Là cái đó có bằng chưa? Cái miệng của tôi như là cái khoang thuyền vậy đó. Tất cả các idol của tôi ngày hôm nay cũng như là các fan hãy vào khoang miệng của tôi. Cái gì? Hãy khoang tàu, hãy vào khoang tàu. Tôi sẽ là thuyền trưởng lèo lái như con thuyền chúng ta.
Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi một mà muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Hồi nãy tôi thấy có cái bằng MC. Không? Có bằng MC không? Lấy cái bằng MC là em chị đi. Tôi đúng rồi. Đúng rồi. Các bạn. Tôi muốn nói các fan ơi, các idol ơi, muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Hãy đi cùng Lâm, ba người còn lại không chung thuyền chung tàu với tôi. Tôi là mỗi người một thuyền, mỗi người một ngựa. Đúng như vậy, thuyền tôi neo ở cầu Bình Lợi nha. Đừng ai bước lên. Nói chung thì chúng ta cùng Ê, hai người này không cầm được chứ em cầm được. Ủa vậy đó. Hả? Cảm ơn chị. Dạ. Thì bốn thuyền trưởng của chúng tôi tuy là khác thuyền thôi nhưng mà vẫn chung thủy. Dạ. Ba người còn lại là thuyền thúng, thuyền lãi, thuyền mo, đốm. Còn tôi là du thuyền, sang trọng. Show này không có bao nhiêu tiền nhưng mọi người thấy là người tôi là gọi là tiền không trong đó. Anh mà cần gì phải đi du thuyền, thả anh xuống nước anh đâu có chìm đâu, anh mặc nguyên cái áo phao rồi. Đúng. Ai thiết kế cho anh bộ đồ? Tôi sợ ngày hôm nay các idol của tôi bị bơi cho nên tôi đã mặc áo phao vô. Các idol mà lỡ mà bị chìm là tôi thải áo phao rồi cứu idol tôi liền. Các idol hãy bơi thoải mái, có áo phao rồi. Bên em cứu hộ cứu nạn. Còn tôi sợ idol của tôi lạnh, đứng bơ vơ một mình trên sân khấu cho nên là tôi đã chuẩn bị một chiếc áo rất là ấm áp để sưởi ấm cho các idol của tôi. Người ta hát đâu thôi chứ đâu có diễn hài quăng miếng rớt đâu mà lạnh. Không lạnh chứ, nhiều khi mình diễn mà ở dưới idol các bạn fan không tương tác là lạnh chứ. Đúng không? Hoặc là máy lạnh mở lạnh quá cũng lạnh chứ em. Thì mọi người sẽ hiểu là chưa cùng nhóm thì sẽ thân. Nghĩa là anh em cái sự gắn bó của anh trai C2 nó quá nhiều và tự thân thì nó chắc chắn thôi. Đúng không anh? Này, từ khi Dương nổi tiếng là tự nhiên thấy cái gì nó cũng có cái năng lượng gì, nó có chữ TM ấy em, đúng không? Đúng rồi, em cảm nhận điều đấy không? Đúng rồi. Rất là xây dựng. Xưa Dương nói mình Dương thân thiết không? Dương cũng vẫn như này nhưng mà nó tầm khoảng 5 chữ. Bây giờ mình thấy là Dương có cải tiến lên rất là nhiều. Là chữ Dương thêm tầm khoảng 20 chữ. Nhưng mà cái nội dung nó vẫn thế. Dài dòng nhưng mà mất thời gian. Thôi được cái biết nhạc ok nên là thôi bỏ qua được mọi người ạ. Cũng đẹp dài, biết nhạc ok, chấp nhận được. Em nói về cái sự thân thiết của chúng ta đi. Sự thân thiết với ai anh? Thì đấy, thì ba anh em. Ba anh em ạ. Em có thân với ai không? Thì cho dù nói nào thì anh em vẫn phải tỏ ra là nó như thế nhá. Hả? Ok. Ừ, ok, để anh diễn nhá. Thì nó... mà, đang nói thì đấy, nó như thế đấy. Thì Dương Domic thì mọi người không lạ gì rồi, cả anh Phạm Anh Duy. Cái chuyện chung team ấy đối với mình nó không quan trọng. Bởi vì là nó là cái tâm. Thì mình cảm thấy là Dương Domic ít nói nhưng mà mình thấy là Dương Domic cũng thương mình. Ok, anh em phản ứng ok. Dương Domic thương mình và anh Phạm Anh Duy cũng quan tâm đến mình rất là nhiều. Mặc dù trên mạng hay là trên sóng anh em chẳng nói gì với mình cả. Đúng. Nhưng mà mình biết được là cái tâm anh em thật sự rất là yêu thương mình và quan tâm mình. Quá đúng. Chính xác luôn, 100% luôn. Quá chính xác luôn. Còn bây giờ đến tôi nào. Mình trả lời vào câu hỏi. Đây là hai người em mà Duy rất là yêu quý. Bởi vì hai người em đã nhây rồi thì thôi Duy xin phép là một người đàn ông điềm đạm ở trong cái bàn này để cho nó cân bằng lại cái năng lượng đấy. Thì hai người em thực sự Duy rất yêu quý. Dương thì có cơ hội làm việc chung rồi. Còn Du thì chưa có cơ hội làm việc chung nhưng mà lại đi ăn chung rồi. Đi ăn chung với nhau rồi anh em cũng có chia sẻ trò chuyện, đi phỏng vấn nhớ không? Chắc chắn luôn anh. Đúng. Có vụ em sờ đùi anh xong là What? Lên là đừng có sờ đùi tôi là cười luôn đấy. Có anh. Có luôn, lên sớt đi, sớt đi. Em không mời em sờ đùi con trai đó. Luôn, Dương nhở? Có bao giờ sờ đùi ông đâu? Đúng rồi, thì bạn sờ đùi anh thì gì? Đấy, ba anh em đàn ông với nhau tự nhiên đi sờ đùi nhau chi? Đúng không? Đúng. Em ấy, em phải xem em lại mình. Có đấy là em lỡ đó, rồi. Đấy. Em lỡ rồi. Thực ra ba anh em chúng tôi là cực kỳ là yêu thương nhau. Rồi. Một vài tật xấu của đối phương mà bạn cảm thấy rất không đẹp. Thì nếu mà là tật xấu thì bây giờ nói anh Duy trước đi. Anh Duy ấy. Anh Duy thì tật xấu là sĩ. Có nghĩa là gái. Khi mà cái điều đấy mà mình thấy rằng là nó đã bắt đầu từ khi mà anh trai C2 đến với anh trai C2 rồi. Mà khi mà sang với Osong thì mình cảm nhận được rằng là cái sự gái nó cao hơn. Nó được sĩ gấp đôi, đúng không? Và cái đà kinh thật. Cái đấy nó là một cái biểu tượng của anh trai C2 rồi. Đó. Cái này thì không biết là khi mà sang Osong ấy thì anh Duy anh có còn cái tật xấu này không? Đó chính là hay than. Sức giàu. Có nghĩa là sức giàu. Hay là kiểu là nóng lạnh rồi anh cũng sức dầu. Ui nóng quá là cũng sức dầu, hay lạnh quá là cũng sức dầu. Đó, có nghĩa là cũ rồi hả? Cái điều mới đi. Mới hả? Mình kể một tật thôi, mình đừng kể nhiều. Không nhiều, tại mình có nhiều. Mặt nhau còn dài, cái vừa phải thôi đúng sống quá. Còn sống với nhau còn dài lắm em ơi. Một tật xấu mà chưa ai từng biết hả? Ồ, thế thì thôi chắc đợi sau để em gọi hỏi mẹ anh ấy xem.
Nhưng mà mình nghĩ tiếp nối Dương ấy thì mình nghĩ là cái việc gáy này là mình nghĩ là một cái tai nạn dành cho anh Duy. Tại vì cái ngày đầu á mình gặp anh Duy á mình thấy anh lành lắm. Anh lành mà ánh mắt anh đấy trong mắt đúng không? Không hề giả. Em nói rất chuẩn luôn. Thực sự lúc anh đến với mọi người là anh không quen biết ai. Anh thân cô thế cô anh vào đây. À là anh rất cô đơn cô độc cho nên một mình anh là ngồi trong phòng một mình ngồi trong góc tối luôn. Không chớp mắt luôn không ạ? Không chớp mắt luôn. Nói chung là qua đây là anh Duy anh đã được đào tạo qua một nhiều tài khoá. Qua anh trai C2 tôi đã được đào tạo từ Dương Dominic này, anh Tú Atos này, đấy, Jason này, Eric này, Hải Đăng Du này. Những cái skill để mà lên mạng xã hội là chém gió này, rồi là sĩ này, các kiểu là tôi học tất cả từ anh em ạ. Vâng. Tôi học mà tôi gấp 10 lần các anh em luôn. Không hiểu anh học ở đâu. Thôi em nói tật xấu của Dương đi. Anh thôi em đi ạ. Ba anh em mà đúng không? Không nhưng mà thật sự bữa để mà bóc tách em với Dương ra ấy sợ khó. Ít, nó khó xấu, bởi vì nó quá hoàn hảo. What? Cái đấy là cái mày. Anh thử ví dụ của em. Anh ví dụ chưa, em thật sự tôi rất muốn bóc ông. Đúng. Tôi rất thế. Là muốn nói cái gì đó xấu về ông. Nhưng mà tôi hơi khó không ạ? Tôi nghĩ bạn có một cái. Tại sao ạ? Tôi nghĩ bạn là quá, có một cái hơi quá. Đó, quá đẹp trai. Khó chịu điều đấy không? Đúng, tôi cảm thấy cái điều đấy là quá khó chịu đi. Em nói gì về tật xấu của Dương đi. Bọn em làm nghĩ là đó. Em với Dương là nó cùng những cái sự khó chịu với nhau anh ạ. Đúng không Dương? Đúng rồi bạn ơi. Rồi đến là qua. Vâng, lại là tôi đây, một người đàn ông trưởng thành khi đứng giữa hai em thì tôi nghĩ rằng để mà nói về tật xấu ấy thì tôi nghĩ là nhân sinh quan mà nói, về tính con người mà nói, về cuộc sống mà nói thì ai cũng có tật xấu cả, đúng không? Giờ chuyển sang gọi là nhưng cái tật xấu đấy quan trọng là nó có ảnh hưởng đến mọi người hay không, nó có mang đến những cái năng lượng tiêu cực đến mọi người hay không. Thì tất cả những cái điều đấy mà anh em chúng tôi, những tật xấu của anh em chúng tôi đều không mang lại những năng lượng tiêu cực đến mọi người, rất tích cực. Mà luôn mang đến những cái niềm vui, sự tích cực đến với tất cả quý vị. Nên thành ra là tật xấu thì thôi có lẽ là chuyển câu. Này, quay mặt trắng trợn nha. Phạm Anh Duy đã từng ăn nhờ ở đậu nhà của các bạn chưa? Thật ra anh Duy là cũng ăn nhờ ở đậu nhà mình cũng vài lần. À? Đó, nhưng mà nói thật, nói đúng là anh Duy là một người phải nói nghiêm túc là tình cảm. Sang là anh cũng mua quà, đấy, mua vài cân táo. Đấy, cũng hỏi táo anh... Táo em vì. Đấy. Táo em vì. Có nghĩa là anh mua táo xịn cho bọn em đây, đấy. Mặc dù là cũng không có nhiều điều kiện lắm nhưng mà luôn mong muốn là những cái điều tốt đẹp dành cho các em mình. Đúng rồi, thực ra là mình với anh Duy có một cái gọi là cái mối lương duyên. Ở chỗ là mình có mấy anh em chơi với nhau, mình Dương có một team. Anh em chơi với nhau thì ở đó thì cũng có một người anh cũng đã chơi với anh Duy, đã từng chơi với anh Duy nên là anh em có một cái mối lương duyên nó rất đặc biệt. Nên là anh em sang chơi với nhau, mấy anh em gặp nhau nó rất là vui. Nên là đó, khi mà anh Duy đến với Osong thì thực sự mình là rất là vui. Nên là thực sự là khi mà anh Duy tham gia Anh Trai C2 thì Dương cảm nhận được rằng là anh vẫn chưa thể hiện được hết khả năng của mình. Thì bây giờ bước sang Osong thì chúc cho anh gọi là thể hiện được hết khả năng và cháy hết mình. Và chỉ một điều thôi là chúc cho anh Duy cái gì nhỉ, hôm bữa thì chúc gì ta, chúc cho anh Duy mới lên chúc cho anh Duy được nhất. Hãy cùng gửi lời chúc đến Phạm Anh Duy nhé. Thì mình cũng chúc anh Duy là nhất, nhưng mà nhất trong lòng khán giả. Không biết anh Duy đến đâu nhưng mà đối mình thấy thì anh Duy đã làm được điều đấy rồi, nhưng mà mình mong là trong ao song anh Duy sẽ đưa đến bản thân mình và cá tính của mình tới khán giả nhiều hơn, bởi vì mình tin là còn rất nhiều khía cạnh của anh Duy mà khán giả chưa được nhìn thấy. Và đối bản thân mình, sau khi quan sát anh Duy thì mình cũng thấy là anh Duy còn quá nhiều những cái hay trong âm nhạc mà khán giả chưa nhìn thấy đâu. Hãy để ao song chứng minh điều đấy cho mọi người. Anh cảm ơn Đu rất nhiều. Vâng, cái này là kịch bản khác Dương rồi đúng không anh? Bây giờ là đến phần anh hát rồi, đang bật beat anh hát, em thân yêu ơi. Thẻ VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.